em cô tên là mai đến với phần này á thì cô sẽ dạy cho chúng ta bài dạng 2 dấu hiệu chia hết cho 2 ba năm chín thì đến với bài 1 chúng ta nhìn xem cho cô ha trong cái các số sau thì số nào chúng ta chia hết cho hai và số nào ta không chia hết cho hai thì đầu tiên chúng ta nhìn cho cô những cái con số mà đề đã cho ha thì cái các cái số mà chia hết cho hai á thì tận cùng của nó sẽ là chữ số chẵn và nó sẽ uh, chia hết cho hai ha Số đầu tiên 342 Đây là tận cùng chữ số chẵn ha Nên nó sẽ chia hết cho hai Cô sẽ ghi 342 lại Tiếp theo là 171 Tận cùng của nó không phải là chữ số chẵn Và nó cũng không chia hết cho 2 ha 399 cũng như vậy ha 611 cũng như vậy Và 12.323 cũng không chia hết cho hai 2316 Đây là tận cùng chữ số chẵn nè 2316 sẽ là số chia hết cho hai ha và cái 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 chữ số mà không chia hết cho hai là cái chữ số còn lại ha chúng ta lấy sách vở ra chúng ta ghi giống như cô ha xong ha đến với bài 2 ha <laughs> nó cũng rất là đơn giản ha trong các số sau thì số nào chia hết cho 5 và số nào không chia hết cho 2 thì các số chia hết cho 5 tận cùng của chữ số 5 và tận cùng của nó sẽ là chữ số 0 luôn ha. Thì đầu tiên chúng ta nhìn vào các cái con số sau. Chúng ta xem coi những con số nào mà chia hết cho 5. Đầu tiên đó là số 47, số 47 tận cùng của nó không phải là chữ số 0 và cũng không phải là chữ số 5 nên nó không chia hết cho ha cho 5 ha. Và tiếp theo là số 730. 30 chia hết cho 2 ha vì tận cùng của nó sẽ là chữ số 0. Tiếp theo là 255. Tiếp theo là số 12075. Tiếp theo cô có số 320. Đây đây là những số mà chia hết cho 5 ha và những số không chia hết cho 5 là các cái số còn lại ha. Đây là những con số không chia hết cho 2 ha. Đến với bài 3 ha. Trong các số sau thì số nào chia hết cho 9, số nào không chia hết cho 9. À, các cái số mà chia hết cho 9 á, thì tổng của hai số này cộng lại. Nếu nó chia hết cho 9 á, thì sẽ chia hết cho 9 ha. Đầu tiên cô làm mẫu ha. 4 cộng 3 bằng 7 nè. Không chia hết được cho 9 ha. 7 cộng 2 là 9 nè. 9 chia cho 9 được ha. Cô có số 72 chia hết cho 9 nè. Tiếp theo, 1 cộng cho 9 là 10, 10 cộng cho 8 là 18, 18 chia hết cho 9 ha. Tiếp theo cô cũng có số 198 chia hết cho 9. 279, 2 cộng 7 là 9, 9 cộng 9 là 18, 18 chia hết cho 9 ha. 279. <laughs> 190, 1 cộng 9 là 10, 10 không chia hết cho 9 ha. Tiếp theo,

5 cộng 7 là 12, 12 cộng 2 là 14, 14 này không chia hết cho 9 ha, vậy chúng ta hết ha. Và cái số không chia hết được cho 9 là cái số còn lại ha, cô có số 43. Số 190, số 2500 và số 3272. Tiếp theo chúng ta đến với bài 4 ha. Trong các số sau thì số nào chia hết cho 3 và số nào không chia hết cho 3. Thì các cái số mà chia hết cho 3 thì cũng tương tự như các cái số chia hết cho 9 ha. Chúng ta lấy tổng của hai số cộng lại. Nếu nó chia hết cho 3 thì nó sẽ chia hết cho 3 ha. Đầu tiên thì 8 cộng 3 là 11. 11 không chia hết được cho 3 ha. Tiếp theo là 1 cộng 3 là 4, 4 cộng 2 là 6, 6 chia hết cho 3 ha, cô có số 132, chia hết cho 3 nè, 189 nè, 1 cộng 9 là 10 nè, 10 cộng 8 là 18 nè, 18 chia hết cho 3 ha, 189. Tiếp theo là 1 cộng 2 là 3, 3 cộng cho 4 là 7, 7 cộng cho 5 là 12, 12 chia hết được cho 3 ha. Cô có số 1245 chia hết cho 3 ha. Tiếp theo là số 908, 9 cộng 8 là 7, 7 không chia hết được cho 3 ha. Tiếp theo 1 cộng 2 là 3, 3 cộng cho 8 là 11, 11 cộng cho 9 là 20, 20 sẽ không chia hết được cho 3 ha. 3 cộng 2 là 5, 5 cộng cho 8 là 13, 13 cộng cho 9 là 22, 22 cộng cho 8 là 30. 30 chia hết cho 3 ha, cô có số 32.898. Số 2 này cũng không chia hết được cho 3 ha. 5 cộng 1 là 6 nè. Chia hết cho 3 là có số 5.001 chia hết cho 3 ha. Tiếp theo những số không chia hết cho 3 là những số còn lại ha. Đầu tiên cô có số 83 không chia hết cho 3. Tiếp theo là số 900 908. Tiếp theo là số 12098. Tiếp theo là số 2000 ha. Đến với bài 5, trong cái các số sau thì số nào vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 5? Thì đối với câu A này thì các cái số mà vừa chia hết cho 2 mà cũng vừa chia hết cho 5 thì tận cùng của nó sẽ là chữ số 0 và nó sẽ là sàng lọc thêm chữ số 0 và chữ số 5 ha. Đến với bài 5, trong cái các số sau thì số nào vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 5. Thì đối với câu A này thì các cái số mà vừa chia hết cho 2 mà cũng vừa chia hết cho 5 thì tận cùng của nó sẽ là chữ số 0 và nó sẽ là sàng lọc thêm chữ số 0 và chữ số 5 ha. <laughs> đầu tiên của con số 890. Đây là con số vừa chia hết cho cả 2 và vừa chia hết cho cả 5 ha. Tiếp theo cô có số 3020. Tiếp theo là số 280. Đây là ba con số vừa chia hết cho 2 mà cũng vừa chia hết cho 5 ha. Tiếp theo đến với câu B. Số nào chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5 thì đối với câu B này á thì tận cùng của nó sẽ là những cái con số có tận cùng là số 0. Đầu tiên á thì cô sẽ nhìn vô trong cái đề này á thì cô thấy có số 558. Đây là con số chia hết cho 2 nhưng lại không chia hết cho 5 ha. Tiếp theo cô có số 1024 đây là hai con số mà vừa chia hết không chia hết cho hai nhưng mà lại đây là hai con số chia hết cho hai nhưng không chia hết cho năm tiếp theo cô có câu c số nào chia hết cho năm nhưng không chia hết cho hai thì như vậy thì nó sẽ tận cùng là chữ số 5 ha cái câu c này thì số của nó sẽ là tận cùng là chữ số 5 đầu tiên thì cô có con số 365 trăm nó sẽ chia hết cho 5 nhưng nó lại không chia hết cho 2 ha. Tiếp theo cô có số tận cùng là con số 5 đó là con số 725. Đây là hai con số chia hết cho 5 nhưng lại không chia hết cho 2 ha. Tiếp theo đến với câu D, số nào không chia hết cho cả 2 và 5 thì cô có số không chia hết cho cả 2 và 5 đó là con số 100 1981 ha. Nó cũng không phải là tận cùng con chữ số chẵn mà nó cũng không tận cùng là con số 0 mà cũng không tận cùng là con số 5 ha. Tiếp theo đến với bài 6. Trong các số sau thì số nào chia hết cho cả 2 và 3 thì chia hết cho 2 á thì tận cùng của nó sẽ là chữ số chẵn và chia hết cho 3 là chúng ta sẽ cộng lại à cái tổng của nó nếu mà chia hết cho 3 thì nó sẽ chia hết cho 3 ha. Đầu tiên thì cô có số 306 nè. Tổng cùng của nó là chữ số chẵn chia hết cho 2 và 3 cộng cho 6 này á thì cũng bằng 9, tổng của nó cũng chia hết cho 3 ha. Tiếp theo cô có số 2700. Đây, 2700 cũng chia hết cho cả 2 và 3 ha. Tiếp theo cô có số 5 100 đây đây là ba con số vừa chia hết cho cả 2 mà cũng vừa chia hết cho cả 3 ha. Tiếp theo đến với câu B, số nào chia hết cho cả 3 và 5 thì trước tiên tận cùng của nó sẽ là chữ số 0 và chữ số 5 và tổng chữ số lại sẽ chia hết cho 3 ha. Đầu tiên thì cô có chữ số mà tận cùng là 0 và cũng chia hết cho 3 là số và cũng chia hết cho 3 đó là số 2700 vì tận cùng của nó là con số số 0 chia hết cho 5 và hai cái tổng này cộng lại thì bằng 9 cũng chia hết cho 3 ha. Tiếp theo cô có số 4065. Tận cùng của nó cũng là chữ số 5 nè và ba cái số này cộng lại á nó cũng chia hết cho 3 ha. Tiếp theo thì cô có số 5100. Đây sẽ là ba con số mà chia hết cho cả 3 và 5 ha. Đến với câu C, số nào chia hết cho 2, 3, 5 thì tận cùng của nó sẽ là chữ số 0 ha. Nó sẽ là chung đó. Đầu tiên thì cô có số 2.700 và số 5.100. Đây ha. Rồi đến với câu D ha. Số nào chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 3 À, chia hết cho 5 thì được nhưng lại không chia hết được cho 3 thì cô chỉ có một con số thôi đó là con số 220 vì tận cùng của con số 220 là chữ số 0 chia hết được cho 5 nhưng tổng con số này cộng lại lại không chia hết được cho 3 ha rồi ha đến với bài 7 nha viết hai số mỗi số có 3 chữ số À, bài 7 này thì chúng ta sẽ tự suy nghĩ cái con số ha chúng ta sẽ viết hai số trong cái hai con số đó mà chúng ta sẽ viết ba chữ số ha và nó sẽ chia hết cho đầu tiên là sẽ chia hết cho hai thì chúng ta suy nghĩ xem con số nào hai con số nào chia hết được cho hai mà có ba chữ số ha đầu tiên thì cũng có con số 230 trăm tận cùng của nó là chữ số chẵn và cũng là số 0 nó cũng chia hết cho hai ha tiếp theo cô có số à, 846 ha ngoài ra thì chúng ta có thể nghĩ ra rất là nhiều số ha nhưng mà đề á, yêu cầu chúng ta chỉ điền hai số nên cô chỉ điền hai số thôi ha tiếp theo đó là số chia hết cho 5 à, số chia hết cho 5 á, thì đầu tiên cô có con số 320 nè tận cùng của nó là chữ số 0 ha và cô có con số tận cùng là chữ số 5 đi 535 ha Tiếp theo số chia hết cho 9 Thì số chia hết cho 9 thì cô có con số à, 324 Cô lấy tổng của ba con số này cộng lại Chia được cho 9 ha 3 cộng 2 là 5, 5 cộng 4 là 9. 9 chia hết được cho 9 ha. Tiếp theo cô có số 891 nè. 9 cộng 1 là 10, 10 cộng 8 là 18, 18 chia hết được cho 9 ha. Tiếp theo số chia hết cho 3 thì cô có số 123 nè. 1 cộng cho 2 là 3, 3 cộng cho 3 là 6 và 6 chia hết được cho 3 ha. Tiếp theo cô có số à, 441 đi. 4 cộng 1 là 5, là 5 cộng 4 là 9, 9 chia hết được cho 3 ha Tiếp theo là số chia hết cho cả 2 và 5 Thì cái số mà vừa chia hết cho cả 2 mà cũng vừa chia hết cho 5 Thì bắt buộc của nó, cái số bắt buộc của nó tận cùng phải là chữ số 0 ha Thì đầu tiên có số 430 đi Tận cùng cũng là chữ số 0 nè Và số 670 nè đến với câu g ha số chia hết cho cả hai và ba thì uh, nguyên tắc tận cùng của số 2 á là phải là tận cùng chữ số chẵn nè và cái tổng của cái uh, số đó phải chia hết được cho ba ha thì đầu tiên cô có số 126 126 đi ha thì tận cùng của nó là chữ số 6 nó chia hết được cho hai và cái tổng của số 126 này cộng lại cũng chia hết được cho ba ha uh, một con số nữa ha thì cô có số 132. 1 cộng cho 3 là 4 nè, 4 cộng cho 2 là 6 nè và tận cùng của nó cũng là chữ số chẵn nè ha. Tiếp theo đến với bài 8 với ba con chữ số 4 5 0, hãy viết các số có ba chữ số, ba chữ số khác nhau và chia hết cho hai. Thì đối với bài 8 này chúng ta nhìn cái ba chữ số mà đề bài cho, chúng ta xếp làm sao với nhau thành ba chữ số khác nhau và nó sẽ chia hết cho 2. À, ví dụ như là số 4 này à không được dùng hai lần và số 0 hay là số 3 cũng không được dùng hai lần ha. Đầu tiên thì cô có số 450 nè. Chia hết được cho 2 nè và số à, 540 nè. À, số à, 504 nè tận cùng chữ số 0 nè và tận cùng của nó cũng là chữ số chẵn và cũng chia hết được cho hai ha tiếp theo số có ba chữ số chia hết cho 5 thì tận cùng của nó phải là chữ số 0 và chữ số 5 thì đầu tiên cô có số 450 à, số 540 và 405 nè tận cùng của nó là chữ số 0 nè và tận cùng của nó là chữ số 5 nè rất là đơn giản ha bài 9 nha với bốn chữ số 0, 9, 5, 4, hãy viết một số có ba chữ số, ba chữ số khác nhau và chia hết cho 5, vừa chia hết cho 9. Thì đầu tiên cô có ghi là số có ba chữ số khác nhau, chia hết cho 5 và chia hết cho 9. Thì tận cùng bắt buộc chữ số 0, hoặc là chữ số 5 và hai cái chữ số đó phải cộng lại tổng của nó chia hết được cho 9 ha thì đầu tiên cô có số à, 540 tận cùng của nó sẽ là chữ số 0 và nó chia hết cho 5 và tổng của cái con số này cộng lại chia hết được cho 9 ha đề bài yêu cầu chúng ta viết ba à, 3 chữ số ha tiếp theo cô có số 405 Uh, số uh, 945 Và số 495 Đây là bốn con số mà cô đã uh, Từ ở dưới đề này cô ghi ra cho nó thành Là các cái số mà chia hết được cho 5 Và chia hết được cho 9 Đây là tận cùng chữ số 0, số 5 Và tổng của các cái con số này cộng lại Chia hết được cho 9 ha Đến với bài 10 Tìm ít biết Ít chia hết cho 2 và 250 nhỏ hơn ít và lớn hơn 260 thì đối với bài A này thì chúng ta sẽ uh, tìm cái số ít nào chia hết được cho hai uh, như vậy thì uh, các cái chữ số chẵn sẽ không vượt quá 260 và cũng không nhỏ hơn 250 ha đầu tiên cô có số 252 uh, tiếp theo cô có con số 254 nè uh, 256 và 258. Đây là bốn con số không nhỏ hơn 250 mà cũng không vượt quá số 260 và tận cùng của nó là chữ số chẵn và cũng chia hết được cho 2 ha. Tiếp theo câu B, cô có ít chia hết cho 3 và 480 nhỏ hơn ít và lớn hơn 490 thì cũng tương tự câu A, chúng ta sẽ tìm một con số nào đó không vượt quá 490 ha. Thì đầu tiên cô có x bằng à 483. Đây, đây là tổng, tổng của số này cộng lại chia hết được cho 3 ha. Tiếp theo cô có số 486 và con số 489. Đây là ba con số không vượt quá 490 mà cũng không nhỏ hơn 480 ha mà cũng chia hết được cho 3 ha tiếp theo đến với câu c x chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 và 300 nhỏ hơn x mà x phải lớn hơn 350 à, thì đối với bài này thì chúng ta cũng làm tương tự bài b chúng ta sẽ tìm cái con số nào đó vừa tận cùng là chữ số chẵn và số 0 và số 5 chia hết được cho 2 và 5 thì bắt buộc của nó tận cùng của nó phải là chữ số 0 ha bắt buộc luôn ha à, cô có số đầu tiên thì cô có x bằng 310 à, tiếp theo là 320 330 340 tới đây là hết rồi ha nếu mà hơn nữa thì về bằng 50 350 và cũng vượt quá 350 rồi ha tiếp theo đến với câu D x là số chẵn x chia hết cho 5 và 321 nhỏ hơn x lớn hơn 333 thì uh, ít này con số chẵn của nó bắt buộc uh, thì tận cùng của nó phải là chữ số 0 và số 0 thì mới chia hết được cho 5 ha thì cô có con số uh, giá trị của ít là 330 đây 330 này uh, thì cũng không vượt quá 333 ha. Đây là chữ số cuối cùng rồi ha. Và cái bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô chúc chúng ta thì hoàn thành tốt được cái bài học này và cũng như chúc chúng ta sẽ hoàn thành tốt học bài tốt thật là chăm chỉ ha cô xin chào tạm biệt tất cả các em